Trong đầu của bạn không có tri thức gì về kinh doanh, về kiếm tiền hết. Không có tri thức gì về sự phát triển hết. Tất cả cậu chỉ có ăn với nhậu thôi. Với chơi bời, với tiêu cực, với chém gió, với chửi bới thôi. Thì trong đầu có cái gì, cuộc sống nó sẽ có cái đấy, y hệt, không khác gì cả. Khi khó khăn mới biết ai thực sự giỏi và ai dở. Nhiều người vì thời thế tốt cho nên làm ăn được lại nghĩ mình giỏi. Người ta bảo là may mắn lại cứ tưởng là năng lực cao. Nhưng khi khó khăn cái biết ngay. Đúng không? Còn mình phải từ khó khăn mình đi lên. Mà đã khó rồi thì có lúc nào khó được hơn nữa đâu. Theo bạn chẳng hạn, đối với tôi có cái đoạn nào khó hơn được nữa không? Từ nhà quê nghèo đi lên, việc gì tôi cũng làm rồi. Vậy thì tôi có sợ cái gì nữa không? Sao không? Không. Kể cả mất tiền, chỉ là vì một sai lầm nào đó thôi. Nhưng những thứ mình được học trong quá trình mình phát triển, thì nó còn không? Còn không? Còn. Có một cái ví dụ hay một câu chuyện là một người, cái người mẹ họ hỏi con mình là nếu nhà mình mà cháy, bị cháy, thì con sẽ mang cái gì trong nhà ra? Bạn mang gì? Hả? Sẽ có nhiều người bảo em phải mang tiền ra, mang vàng, mang những thứ có giá trị. Nhưng nhà cháy to quá, có mang được không? Không, kịp đâu mà mang. Bạn sẽ thấy rất nhiều vụ cháy đấy, chết bao nhiêu người, có chạy kịp đâu mà. Lại còn thời gian đâu mà mang tiền. Lúc đấy mang cái gì? Không phải mang người. Mang gì? Trí tuệ, vác trí tuệ ra ngoài. Vậy tất cả những thứ đấy, mình làm được nó, tức là mình đã biết cách để làm nó rồi. Thì bây giờ mất những cái vật chất đấy có sao đâu. Mình mất cái nhà, mình mất cái xe, thì mình có làm lại được không cả nhà? Có chứ, nếu có trí tuệ. Còn nếu dựa vào may mắn thì sao? Được không? Không. Nếu được ai đó cho quyền thừa kế mà mất rồi thì sao? Là mất luôn, không có năng lực để lấy lại. Tất nhiên là có những người thừa kế và rất giỏi, họ phát huy được. Nhưng tôi thấy phần lớn là những người không làm được việc đấy. Và bạn nhìn thấy ở Việt Nam nhé, những người giàu, số lượng lớn đều từ nghèo mà lên. Còn người sinh ra trong giàu có thì có lẽ là thế hệ sau này. Đúng không? Thì đấy, cái trí tuệ là cái quan trọng nhất. Bạn hãy nhớ điều đấy nha. Vật chất không quan trọng, mất vẫn có thể lấy lại được. Nhưng trí tuệ thì không. Vậy có trong đầu sẽ có trong tay. Ý nghĩa là gì? Là trong đầu của bạn có cái gì thì bạn sẽ có cái đấy. Trong đầu của bạn không có tri thức gì về kinh doanh, về kiếm tiền hết. Không có tri thức gì về sự phát triển hết. Tất cả cậu chỉ có ăn với nhậu thôi. Với chơi bời, với tiêu cực, với chém gió, với chửi bới thôi. Thì trong đầu có cái gì, cuộc sống nó sẽ có cái đấy, y hệt, không khác gì cả. Phải vậy không? Có trong đầu sẽ có trong tay. Trong đầu của bạn hãy nên là một tòa lâu đài. Tức là cái gì cả nhà? Một cái thế giới nó rất là đẹp, với rất nhiều thứ xa xỉ. Hãy nhớ cái điều đấy các bạn nha. Hãy lên là những thứ tuyệt vời ở trong đầu của bạn. Rồi, có mong muốn thì sẽ đạt được đó. Còn không mong muốn thì không đạt được đâu. Có phải ai không may mắn để trúng số đâu. Mà nhỡ em được thì sao thầy? Đấy là nhỡ. Những cái nhỡ đấy nó khó lắm. Chứ mấy chục năm nay nó có nhỡ đâu. Đúng không ạ? Chỉ có nhỡ mang bầu thôi thì được. Em đi bơi nhỡ cái thế là dính luôn. Không biết bố nó là ai. Chỉ có nhỡ đấy thôi. Chứ giàu khó nhỡ lắm. Mọi thứ nó phải là bài bản các bạn nha. Và nhiều người đấy nhớ đấy. Xem mình có phải không? Là thời thế tốt dẫn đến mình có cuộc sống tốt. Lại cứ tưởng năng lực. Và khi mọi thứ nó khó khăn là biết ngay. Rất nhiều người trong dịch Covid vừa rồi mất thu nhập. Nhiều chuyên gia tài chính, chuyên gia bất động sản, bạn biết không, tôi trong một cái nhóm khi thị trường tốt về chứng khoán ấy, tôi là nhà đầu tư chuyên nghiệp bao nhiêu năm nay, kiếm hàng nghìn tỷ thị trường chứng khoán. Ui, từng ngày nào cũng nói. Hay lắm, thị trường hôm nay thế này, thị trường hôm nay thế kia, mua mã này, mua mã kia đi. Hoành tráng lắm. Nhưng đến bây giờ, thị trường đang lao dốc.
Tức là mọi người không thể đầu tư chứng khoán thời điểm này, cứ mua là lỗ, mai mua hôm nay mai lỗ. Không thấy ai khoe cái gì hết cả. Không còn chuyên gia nào phát biểu nữa cả. Bạn thấy không? Nếu mà giỏi ấy, là nó tăng hay nó giảm đều biết cách kiếm tiền. Còn ông chỉ thấy là mọi thứ nó đang ngon thì ông nói thế nào chả được. Tôi là chuyên gia bất động sản, tư vấn hay lắm. Bởi vì thị trường nó đang sốt, bây giờ chả phải chuyên gia cũng được. Đúng không? Thế mình phải hiểu cái điều đấy, khi khó khăn mới biết là thực sự tài năng của mình đến đâu. Các bạn nha. Rồi, đó là điều mình muốn nghe hiểu không ở lớp? Hay không? Rồi, vỗ tay cái cho năng lượng này. Tôi đào tạo rất nhiều rồi. Cũng có nhiều người chưa nghe. Nhiều người thì coi nó là một cái bài học rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nhưng nhiều người chỉ coi nghe cho vui. Và tôi chia sẻ với các bạn được rằng tôi thành công lên từ cái bài này. Nếu tất cả những bài học tôi được học trong suốt thời gian vừa qua, cái bài học nào là bài học quan trọng nhất để đạt được sự thành công như vậy? Tôi bảo đây, cuộc đời của tôi từ đây. Ngày xưa chuẩn bị đi học đại học, bố mẹ tôi hỏi thế có thích đi học đại học không? Tôi bảo không, không đi học đại học. Đại học lâu lắm. Tôi bảo lúc đấy vẫn cần phải đi học, phải đi học cao đẳng thôi. Thế cho nên này, đi thi đại học tôi chỉ có 2 điểm mà. Nhưng đi thi cao đẳng thì đỗ. Bởi vì bản thân mình là vào trong phòng không thi. Nhưng đi thi cao đẳng mình bảo phải đi học cao đẳng thì lấy đi. Đấy là sự lựa chọn đầu tiên. Cái số 2, khi mà học xong rồi bố mẹ hỏi à, bây giờ xin vào nhà nước hay là đi làm thuê? Đi làm thuê tự mày chọn. Còn vào nhà nước thì để tao lo. Bảo đi làm thuê cho nó tự do. Cuộc đời con tự lo. Tí lại là cái gì cả nhà? Lại tự chọn. Mong muốn là như vậy. Rồi đi làm thuê, kiếm được bao nhiêu tiền, lại chọn cái việc mình đi làm thuê, kiếm được từng đó tiền. Tất cả những thứ đấy nó đều từ trong đầu và từ những thứ mình mong muốn mà ra. Cho đến một ngày mình thấy cuộc sống như này không thể diễn ra như thế được nữa. Mình phải muốn nó khác đi, nó tốt hơn. Thế nó diễn ra từ cái gì cả nhà? Cái chữ gì? Chữ muốn. Chữ muốn sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời của bạn. Tất nhiên, để vào làm rồi nó có nhiều thứ lắm. Nhưng phải muốn đã, còn không muốn thì mọi thứ không đến với bạn được đâu. Đúng không? Không bắt đầu, không bước đi thì không có. Thế cho nên là phải trả lời to hơn phải. Muốn. To hơn phải. Muốn. To hơn. Muốn. Rồi hai phải anh vậy nhỉ? Phải muốn.